Hai tuyến đập bổi ngăn mặn dài gần 400 mét được nhân dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đắp hoàn thành vào tháng 4 vừa qua với kinh phí gần 500 triệu đồng đã cứu được hàng trăm hectare đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương này trước nguy cơ xâm nhập mặn. Biến đổi khí hậu làm cho tình trạng xâm nhập mặn ở xã Bình Dương mỗi lúc một nghiêm trọng và chính việc làm đắp đập ngăn mặn này của người dân đã hạn chế được những rủi ro thất bát mùa vụ từ thiên tai. Hơi cánh đồng của Bình Dương mà bây giờ không có nước ngọt đưa lên tưới cho cây trồng lúa tất cả những hoa màu thì Bình Dương không có thu nhập được, cái bên nông nghiệp khổ gặp nhiều trở ngại khó khăn cho nên buộc năm nào cũng phải đắp cái bờ ngăn mặn này để lấy nước ngọt tưới cho cánh đồng mấy cánh đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Kiển, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cùng hơn 30 hộ dân ở làng biển thôn Châu Thuận Biển đã tự bỏ tiền xây hàng trăm mét kè cản sóng chống lại nạn triều cường xâm thực. Để đầu tư bờ kè kiên cố dài hơn 50 mét này, gia đình ông Kiển đã bỏ ra 300 triệu đồng đầu tư xây dựng. Sự chủ động ứng phó trước thiên tai này của ông Kiển và những hộ dân ở đây đã giúp cho họ có thể sống chung được với thiên tai. Là già người dân mà trông chờ cả nhà nước thì đã khá là coi như là xài không có còn cũng bổ nữa ấy, thì coi như người dân không có chỗ ở, cho nên người dân người ta phải từ cái khủng hoảng quá rồi anh em bà con người ta coi như là động viên với nhà coi như mượn mã rồi cuối cùng mướn xe múc gì múc tới để xây cái này để giữ đất để có trước nhất là có chỗ cho mình ở đã sinh sống với gia đình, xa nữa là nó không có thể phá được nữa. Thời tiết khí hậu đang có nhiều diễn biến bất thường không theo quy luật. Tần suất lũ bão, nạn xâm nhập mặn, triều cường ngày một nhiều. Các đợt lũ lớn xảy ra liên tục, lốc xoáy thường xuyên xuất hiện tàn phá nặng nề. Nắng nóng cũng đang diễn ra gay gắt hơn. Nhiệt độ trung bình năm liên tục tăng. Do vậy, việc chủ động ứng phó với thiên tai là hết sức cấp bách để hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Trước cái sự biến đổi khí hậu ngày càng mãnh liệt và khốc liệt như vậy thì cái công tác các cơ quan chức năng của tỉnh thì cần phải có sự tập trung và rõ ràng là để đánh giá được nó, quan trọng của nó để đưa lên hàng đầu. Và đặc biệt là mỗi người dân, mỗi gia đình thì cần có cái sự chủ động. Nếu chúng ta lơ là, nếu chúng ta vẫn còn chủ quan thì cái thiệt hại nó rõ ràng là rất là lớn. Thì nếu chúng ta chủ động được thì rõ ràng là khi có phương án, có sự chủ động đối phó thì rõ ràng là cái giảm thiểu thiệt hại thiên tai thì sẽ được hiệu quả cao lên rất là nhiều. Để ứng phó với những diễn biến thay đổi bất thường của thời tiết, phòng ngừa rủi ro do thiên tai gây ra, chính quyền địa phương các cấp cần chủ động hơn giúp người dân có kỹ năng phòng ngừa và ứng phó, phòng chống thiên tai để hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.